Cái gì vậy Tư? Cái gì bơm sầm vậy? Dạ Tư thông cảm đi. Mày có cái cây trồng sớm để nó được hưởng sương. Bây giờ cha con tôi nghỉ liền nè. Nghỉ đi nha, dẹp đi nha, nằm sát bên ngủ không có được á, không có làm được nữa nha. Dạ. Già cả rồi để cho người ta ngủ vậy chứ. Dạ, dạ. Nói sớm không biết điều gì hết nè. Dạ 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 thông cảm cho Tư. Trời ơi, gì đêm hôm làm ống sầm không ai ngủ được à. Dạ, dạ. Bà thấy thúi lắm đúng không bà Tư? Trời ơi, mày không có nghe hả? Tao lũ mũi điếc mà tao còn nghe á. Mấy bữa nay xác chết động vật á, nó sình ở trong nhà ổng á. Cha con đi đâu hết trơn rồi, để cả xóm á nghe riết á, bị ung thư mũi luôn á. Tao nghe nói đâu hả? Trong nhà ổng á, một con ngựa đau á, cả tao ngồi ỉa luôn á. Là gì? Thôi tao đi kêu á, đội vệ sinh môi trường xuống xử lý đi. Theo quá tao chịu không nổi. Thúi quá nói gì vậy trời? Đang thúi à. Ừ, quá. Cho vô cái. Con mặt nó coi như sao? Cho vô chút đi. Cái này là cũng mấy ngày rồi nè. Trời luôn. Năm. Ở dưới sớm có thằng kia chết, má đào lên ghê lắm, đi dưới coi đi. Chết hả? Mày đợi xíu, tao đóng cửa cái ra. Mày đi trước đi. Đi ra nhanh nha, để đem xác về khỏi coi luôn. Rồi. Hành vi phạm pháp của hai cha con ông đã bị tôi phát hiện rồi. Khi tôi và bà Tư ngửi thấy mùi hôi thối như xác động vật chết, tôi đã vào nhà ông và nhìn thấy dấu đào bới còn mới ngoài vườn, cùng một chiếc giày bị vứt lăn lóc. Năm ơi. Gì đó bay? Trời ơi, ông nhà ông làm cái gì mà nó thối muốn chết luôn. Cả xóm là lên kìa. Chắc là tại thằng hai nó thuốc chuột á, rồi nó chết sình đít ương ở đâu đây nè. Lát nó về tao lo cho. Trời ơi, tôi thấy không phải trong nhà ông đâu mà dưới này nè. Cái gì nó thối lắm, xuống coi cho. Ê, nè, đi đâu vậy? Thì xuống coi cái gì thúi. Trời ơi, chuyện đó để nhà tao lo mày. Ông nhớ nghe, chứ môi trường mà nó xuống là nó phạt ông chết luôn. Rồi, yên tâm. Thúi muốn chết. Hôm qua, anh còn nhắn tin cho tôi qua đây để chơi chung với hai cha con mấy người nữa. Nó đánh bài, nó ăn hết tiền của cha con tôi. Bây giờ, ông chừng đi chơi với nhỏ khác rồi. Tôi đã nghe thấy cuộc nói chuyện của ông và cô gái này. Người thân của cô ấy đã mất tích và được tìm thấy xác sau khi đánh bài với cha con ông. Thêm vào đó, nạn nhân bị mất một chiếc giày, hoàn toàn giống với chiếc giày rơi ở vườn ông mà tôi nhìn thấy ở hôm trước. Và tôi kết luận hai cha con ông chính là tình nghi số 1 và chạy báo ngay cho công an. Khi tôi nói với ông là cái xác đã được tìm thấy ở ngoài đồng cỏ. Ở dưới sớm mình có một kia chết đào lên, coi xác ghê lắm, công an quá trời luôn. Ông đã trở nên hoảng loạn thấy rõ vì cha con ông đã chuyển cái xác ra ngoài đó sau khi mọi người chú ý đến mùi hôi thối trong vườn. Hai người đã thu dọn đồ đạc để bỏ trốn, nhưng chúng tôi đã mai phục ở đầu hẻm và bắt các người tay chân. Trời ơi, tất cả là do nó mà ra mà. Chính nút ra. Mày dám lừa cha con tao? Mày do cha con mày tham, ngu thì chịu. Mày hả? Lên phường điều tra đi. Sau đây là một số khuyến cáo dành cho các bạn. Trong những ngày Tết, hãy tránh xa những trò bài bạc ăn tiền lớn vì đây là hành vi phạm pháp. Thêm vào đó, chúng có thể gây ra xung đột xô xát dẫn đến hậu quả khôn lường. Và tôi là Vinh Trần, hãy theo dõi tôi sẽ giúp các bạn tránh xa những nguy hiểm.